đam mê công nghệ, hai học sinh Trần Minh Tuấn, lớp 9D, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du và em Nguyễn Quốc Mạnh, lớp 11A12, trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng, huyện Đắk Rờ Lấp đã cùng nhau lên ý tưởng, sáng tạo dự án phần mềm quản lý nề nếp, ứng dụng trong trường học. Dự án của các em đạt giải 3, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp CIC 2022 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Từ năm lớp 5, em Trần Minh Tuấn đã tự mày mò, tìm hiểu máy tính, ngôn ngữ lập trình nâng cao và sáng tạo ra phần mềm của riêng mình. Trong nhiều lần trò chuyện với bạn bè, cũng là thành viên các đội cờ đỏ, Tuấn nhận thấy phương thức hoạt động, ghi chép thông tin cờ đỏ hiện tại chủ yếu được làm thủ công, dễ gây ra tình trạng mất sổ, mất dữ liệu hoặc việc tổng hợp thông tin gặp khó khăn, thiếu minh bạch. Năm 2021, Tuấn bắt tay vào thực hiện phần mềm quản lý nề nếp, đồng thời mời bạn của mình là em Nguyễn Quốc Mạnh cùng tham gia hỗ trợ mảng quảng bá, truyền thông dự án. Khi mà gặp các lỗi khó thì em đã hỏi và được sự giúp đỡ từ các giáo viên bộ môn, và em đã hỏi các bạn trên cộng đồng mạng, cũng các bạn cũng có thể giúp. Mục đích mà chúng em hướng đến phần mềm là nhằm giải quyết vấn đề cho các bạn cờ đỏ, tránh bị mất sổ và mất dữ liệu, nhằm tối ưu các công việc mà cờ đỏ phải làm việc. Khi mà bắt đầu thì bọn em quảng bá thì có gặp một số vấn đề, mấy bạn chưa hiểu cách sử dụng lắm, nhưng mà sau 2 tháng hướng dẫn tập huấn cho mấy bạn thì bọn em đã quảng bá tới trường Trung học cơ sở Nguyễn Du và trường Trung học Phạm Văn Đồng và đã thành công. Với giao diện gần gũi, cách sắp xếp khoa học, rõ ràng, phần mềm quản lý nề nếp khá dễ sử dụng. Phần mềm gồm nhiều mục khác nhau, giúp quản lý danh sách học sinh, giáo viên chủ nhiệm từng lớp, theo dõi, thống kê các lỗi và điểm trừ tương ứng của học sinh, cập nhật thông tin sổ đỏ hàng tuần, cũng như điểm thi đua, thứ hạng các lớp theo từng tuần, tháng. Đối với các lớp, các em có cái kỹ năng, có cái ý tưởng thì nhà trường sẽ tạo là điều kiện là giúp cho các thầy cô có chuyên môn cũng như là các thầy cô chủ nhiệm để quan tâm các em, giúp đỡ cho các em từ các cái ý tinh thần cũng như là vật chất. Với sự sáng tạo và tính ứng dụng cao, dự án phần mềm quản lý nề nếp của Tuấn và Mạnh đã đạt giải 3 tại cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp CIC năm 2022, cùng giải thưởng phụ là gói hỗ trợ ươm mầm trị giá 100 triệu đồng. Đối với em thì cuộc thi này là một cuộc thi rất là ý nghĩa, bởi vì nó là một bước đệm cho em phát triển về con đường công nghệ thông tin. Vì trong cuộc thi này thì có các tiền bối, đàn anh, đàn chị đã giúp đỡ em có kinh nghiệm và các hướng giải quyết vấn đề trong việc em phát triển công nghệ thông tin. Em mong rằng là các bạn có thể tự tin, bứt phá chính mình và thể hiện hết sức sáng tạo của mình. Tham gia càng nhiều cuộc thi càng tốt, như là các cuộc thi lớn ở địa bàn tỉnh Đắk Nông, để rút ra các kinh nghiệm và phát triển trên ước mơ của mình. Với những thành tích đã đạt được, mới đây, Tuấn và Mạnh đã được tỉnh đoàn Đắk Nông tặng bằng khen và tuyên dương gương thanh thiếu niên khởi nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời để hai bạn trẻ tiếp tục theo đuổi con đường sáng tạo.